chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa. Hôm nay làng giải trí Hoa ngữ có những thông tin mới và hot nhất nào thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình cập nhật nhé. Danh sách những mỹ nhân Cbiz lọt top thảm họa thời trang thảm đỏ năm 2021. Thứ nhất, Trương Lương Dĩnh. Là một trong những ca sĩ nữ thành công nhất Trung Quốc, Trương Lương Dĩnh sở hữu giọng ca đầy nội lực và có vóc dáng chuẩn hình chữ S đầy quyến rũ. Cô nàng nhiều lần gây sốt tại các sự kiện thảm đỏ vì luôn xuất hiện với vẻ ngoài đầy thần thái và xinh đẹp. Đã có nhiều lần được ca sĩ thu hút mọi ánh nhìn với chiếc đầm hàng hiệu lộng lẫy, váy cổ sâu hun hút nhưng vẫn tao nhã và thanh lịch. Trong năm 2021 này thì nữ ca sĩ đã có lúc mất đi phong độ vì chọn trang phục thảm đỏ không hợp với thân hình của cô. Mặc dù nhiều cư dân mạng dành lời khen cho bộ trang phục nhưng nó lại lạc quẻ so với khí chất của Trương Lương Dĩnh. Thứ hai, Chu Đông Vũ. Anh hậu Chu Đông Vũ khiến dân tình phát ngán bởi vì rùa sư chát cùng combo thời trang thảm họa trong những lần tham dự thảm đỏ. Tuy sở hữu thân hình mảnh mai nhưng mỹ nhân em của thời niên thiếu thường xuyên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về gu thời trang. Thứ ba, Đường Yên. Đường Yên nhiều lần chặt chém thảm đỏ cực gắt với chiếc đầm bồng bềnh tô lên vòng eo con kiến, bà mẹ một con đẹp tựa nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Tuy nhiên cũng có đôi lần bà xã của La Tấn gây khó chịu khi diện trang phục kém sang trên thảm đỏ. Thứ tư, Dương Tử. Dương Tử là sao nữ luôn bị chê vì lên thảm đỏ diện trang phục trăm lần như một. Việc Dương Tử chỉ mặc một kiểu váy dáng xòe trễ vai trong nhiều sự kiện khiến stylist của cô liên tục bị chỉ trích. Tham dự sự kiện hoành tráng Baza Icon thời điểm giữa đầu năm 2021, Dương Tử nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ với tạo hình trăm lần như một. Thứ năm, Viên San San. Viên San San cũng từng tham dự sự kiện khủng tại Thượng Hải, thảm đỏ quy tụ dàn sao khủng cực hot của làng giải trí xứ Trung. Thế nhưng thì Viên San San bị chê dư chát vì lớp make up trang phục cũng bị chê quê mùa, cách phối đồ không ăn nhập gì với nhau. Thứ sáu, Tân Lam. Tân Lam bị netizen chê bai vì không chịu đổi mới phong cách. Cô nàng liên tục diện chiếc đầm lệch vai quen thuộc, gương mặt biểu cảm buồn ra mặt. Thậm chí nhiều người cho rằng Tân Lam đang đi đưa đám tang chứ chẳng phải đi dự thảm đỏ. Đồng Khiết. Đồng Khiết gây thất vọng không kém vì gương mặt thô cứng lộ hết dấu hiệu lão hóa. Thứ tám, Tống Thiến. Tống Thiến từng là thảm họa thời trang khi hóa thân thành nữ thần Kim Ưng 2020. Trong sự kiện thảm đỏ Vogue hồi giữa tháng 10 năm 2021, Tống Thiến cũng chẳng vớt vát lại được hình tượng trong sự kiện này. Cô nàng xuất hiện xinh đẹp trên thảm đỏ gây chú ý với kiểu trang điểm đậm sắc sảo. Tuy nhiên trang phục của người đẹp lại có phần rườm rà, xén xúa. Sự kết hợp lạc quẻ khiến tổng thể hình ảnh của cô nàng dư chát. Bản tin của chúng mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.